Nhân tiện trong một ngày không mưa không bão thì hôm nay mình sẽ so sánh con Redmi Note 12 T Pro với con Redmi Note 12 Turbo để xem với mức giá chênh hơn một củ khoai thì chúng ta nên múc luôn Redmi Note 12 T Pro hay là bỏ thêm tiền để mua em Redmi Note 12 Turbo. Anh em hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nhé. Được rồi, như chúng ta có thể thấy ở cái phần ngoại hình của hai em này thì nó không có quá nhiều điểm khác biệt, chỉ có một chút ở phần camera. Khi con Redmi Note 12 T Pro chúng ta sẽ có một cái viền camera như thế này, còn con Redmi Note 12 Turbo thì chúng ta sẽ không có. Ở mặt lưng cả hai con này thì đều là mặt lưng nhám và nó sẽ được bo cong nhẹ sang hai bên. Khung viền thì khá là tương đương với nhau, không có điểm gì khác biệt cả. Nhưng khi mà chúng ta mở màn hình lên thì nó lại là một điểm khác biệt rất rõ ràng. Khi mà con Redmi Note 12 Turbo chúng ta sẽ có một cái viền màn hình nó mỏng hơn hẳn so với con Redmi Note 12T Pro. Và mình nhìn sơ qua ở đây thì mình cũng đã thể nhận ra được chất lượng màn hình của con Redmi Note 12 Turbo nó cao cấp hơn hẳn so với con Redmi Note 12T Pro. Điều này cũng cực kỳ dễ hiểu khi con Redmi Note 12T Pro nó chỉ được sử dụng tấm nền IPS, còn con Redmi Note 12 Turbo nó được sử dụng tấm nền OLED cao cấp hơn, chất lượng hơn, xịn sò hơn. Còn về kích thước thì con Redmi Note 12 T Pro chúng ta sẽ có kích thước màn hình là 6,6 inch, còn con Redmi Note 12 Turbo chúng ta sẽ có kích thước nhỉnh hơn một chút là 6,67 inch. Ở tần số quét thì con Redmi Note 12 T Pro chúng ta sẽ nhỉnh hơn một chút là 144Hz so với 120Hz trên con Redmi Note 12 Turbo. Ở bộ camera sau thì chúng ta đều có thông số là 64MP, nhưng đó cũng chỉ là thông số trên lý thuyết mà thôi. Một lát nữa thì mình sẽ quay thử một đoạn video để xem chất lượng của hai con này con nào nó sẽ tốt hơn nhé. Đây là đoạn video mình quay trên hai con máy Redmi Note 12 T Pro và con Redmi Note 12 Turbo. Anh em hãy thử xem và đánh giá con máy nào có chất lượng quay video tốt hơn nhé. Bây giờ thì mình sẽ thử chạy một đoạn để xem con nào có khả năng chống rung tốt hơn. Còn về sức mạnh của em này thì con Redmi Note 12 Turbo chúng ta được trang bị con chip 7 Plus Gen 2, còn con Redmi Note 12 T Pro chúng ta được trang bị con chip Dimensity 8200 Ultra. Về hiệu năng của hai con chip này thì mình đánh giá con chip Dimensity 8200 Ultra nó sẽ nhỉnh hơn một chút. Tuy nhiên là với những con chip Snapdragon nó sẽ đem lại cho chúng ta một cái hiệu năng nó ổn định hơn, lâu dài hơn. Bây giờ thì mình sẽ thử test cái tựa game Advan 9 trên hai con máy này. Một, hai, ba. Bây giờ thì mình sẽ cho nó load vào màn game để xem con nào nó sẽ vào nhanh hơn. Có lẽ mình thấy đây nó khá tương đồng với nhau. Bây giờ thì mình sẽ test thử âm thanh trên hai con máy Redmi Note 12 T Pro và con máy Redmi Note 12 Turbo. Với tổng kết lại, nếu như bạn muốn một con máy với cái hiệu năng mạnh mẽ để có thể chơi mượt mà tất cả các loại game với một cái mức giá rẻ hơn thì các bạn nên chọn con Redmi Note 12 T Pro. Còn nếu như bạn muốn mua một con máy nó toàn diện trong tất cả mọi mặt, ví dụ như chúng ta có thể giải trí, chụp ảnh, quay phim thì các bạn nên bỏ thêm tiền để mua con Redmi Note 12 Turbo thì nó sẽ toàn diện, nó ngon hơn. Cấu hình của hai con này thì không có quá nhiều điểm khác biệt. Nên là nếu các bạn có khả năng thì mình nghĩ các bạn nên chọn con Redmi Note 12 Turbo. Vậy anh em nghĩ sao về hai con máy này? Hãy để lại ý kiến của mình ở dưới phần bình luận và đừng quên là bấm theo dõi kênh để đón xem những video hay ho hơn ở trong tương lai nhé.